Hello hello xin chào tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình ở hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game Hello Cà Phê nha các bạn thì đợt này thì có một số cái sự kiện mới thì mình sẽ review cho các bạn cũng như là trải nghiệm cái sự kiện như thế nào ở trước khi vào sự kiện thì mình nhận thư hàng ngày thì đã à, quà hàng ngày thì vẫn như ngày thường thôi nếu mà các bạn nạp thì các bạn sẽ được nhỉnh hơn một chút so với những người mà không nạp Uh, chúng ta càng chơi thì chúng ta càng thấy được rằng là việc mà chúng ta uh, sử dụng cái cái lượng tài nguyên về vấn đề uh, tờ rơi này hiệu quả ấy, thì cái lượng vàng các bạn nhận được rất là nhiều hiện tại trên màn hình của mình đang có 3 triệu vàng nghĩa là lượng vàng của mình đang thuộc dạng uh, đang dư rồi các bạn nếu mà bây giờ muốn tiêu hết lượng vàng này thì chắc mình chỉ có uh, việc là mình uh, mua đồ đề co thôi nhưng uh, để đợt nào clip kháng mình sẽ làm đi À, hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái nội dung clip của ngày hôm nay đã. À, nhiệm vụ hàng ngày. Này. Đây, sự kiện này là sự kiện à, hoạt động đặc sắc các bác. Tiệc trà dâu Tây. Thì cái sự kiện này thì sẽ cho chúng ta một cái skin. Đấy, thời trang vĩnh viễn. À, thời trang này là của nhân viên Sandy các bác. Đây, các bạn xem Uh, lần đầu tiên thì mọi người sẽ được một lần miễn phí và các bạn tổng cộng quay bao nhiêu lần 2 4 6 8 10 12 14 tổng cộng là 15 lần đi với 15 lần thì chúng ta sẽ uh, có cơ hội nhé có cơ hội rơi vào cái này nếu mà bạn nào mà nhân phẩm chó găm <laughs> chẳng hạn thì uh, có thể là phải quay 15 lần còn không biết thì ngày hôm nay mình sẽ quay bao nhiêu đây đây nó cũng có một cái tỷ lệ xác suất nhé xác suất 0,008% nghĩa đó là gọi là một cái sản xuất siêu siêu thấp các bạn ạ, nghĩa là thấp dã ma luôn các bạn nhé, 0,008 là nhưng tổng cộng tất cả này thì chúng ta cộng lại có thể lên được 100% đấy các bạn, thì nói chung là nó cũng chia tính rồi. thì đối với Sandy thì theo như mình thì mình là một người đang chơi hệ Sandy bởi vì thật ra Sandy có những cái kỹ năng khá là hay đây vạn người mê kỹ năng này là khi làm việc ở tiệm cà phê khách mỗi giờ cộng thêm 3 mắc hiện tại có thể là cộng lên 6 thì các bạn uh, nghĩ rằng cái này mà nó cộng dồn lên nó khá là hiệu quả ấy, các bạn ạ Nó là một cái nguồn để chúng ta kiếm thêm vàng đấy cũng như kiếm thêm XP cửa tiệm hay XP nhân viên bởi vì bản chất là mình là thu hút khách hàng đến mà các bạn càng nhiều người mà đến ăn cửa hàng của mình càng nhiều thì lượng tiền, lượng tài nguyên mình về nhận càng giàu đúng không? Kể cả trong game hay là ngoài đời thật cũng vậy. Vì thế quyết định chơi Sandy của mình cũng xác định là chơi Sandy. Thứ hai là Sandy các bạn nông dân cả trai chơi cũng được. Bây giờ nó là một cái câu chuyện về vấn đề kim cương. Theo như mình uh, dự đoán được thì uh, cái này sự kiện này các bạn cần uh, nếu mà nhân phẩm chó gặp ấy là cần phải 20k kim cương. 20k kim cương Nói chung là cái tỷ lệ kim cương nó sẽ lên Theo thời gian nhé Theo cái số lần mình mở, mở. Thì cái sự kiện này chơi lãi không về bản chất thì theo như mình lấy là lãi Bởi vì chúng ta tính nếu Câu chuyện của nó là 20k kim cương cho tất cả mở 15 lần à, Cái thông tin 20k kim cương là mọi người phím lại cho mình nhé Cảm ơn các bạn rất là nhiều à, Tiếp theo nữa là chúng ta tính này 10 cái su gacha cao cấp nó rơi vào khoảng đây cho các bạn xem về cửa tiệm này cửa tiệm thì hiện tại đang bán giảm giá nhé là một cái su gacha cao cấp nó rơi vào khoảng 200 kim cương cho một cái đi đấy thì chúng ta biết được rằng là với với 10 cái su gacha cao cấp này thì chúng ta sẽ sẽ tính ra giá kim cương là khoảng 2k kim cương rồi thêm cả cái keo nữa hai k kim cương này đây là năm cái là một ca kim cương là ba k kim cương rồi đúng không chưa kể là mảnh mảnh này thì một cái trung bình khoảng 80 kim cương đi đấy mà mảnh này là mảnh mảnh chọn nhá mảnh chọn ngon hơn mảnh ngẫu nhiên nhiều thì tính hai cái, cái 10 cái mảnh này và năm cái mảnh này nó cũng rơi vào khoảng 15 k kim cương rồi đấy là chúng ta tính vào là khoảng 4 k rưỡi kim cương rồi đúng không? Rồi các bạn tưởng tượng cái bốn cái bình xịt này cũng đắt chứ các bạn, bốn cái bình xịt tính cách này cũng rất là đắt đối với các bạn nông dân cải chay. Đối với những người nạp ấy thì uh, nạp khoảng 2 3 triệu ấy thì cái bình xịt này nó nó không có quan trọng nhưng những bạn nào mà nạp dưới 1 triệu hoặc là nạp nông dân cải chay chơi dài thì cái bình xịt này nó khá là quan trọng giai đoạn đầu bởi vì nó sẽ tăng cho các bạn cái lượng um, kỹ năng nhân viên cực kỳ tốt luôn. Đấy riêng bốn cái bình xịt này thì mình cũng tính là nó khoảng 1k đến 2k kim cương đi Vậy là chúng ta tính xương xương là cũng được 6k kim cương rồi đúng không? 6k kim cương thêm cả 800 cái keo và 400 cái keo này là 1 hai cái keo Cái keo này thì cực kỳ quan trọng luôn Kể cả nick tốp hay nick bót hay là nông dân cày chay Cái lượng keo chúng ta đang kiếm là gọi là thiếu thốn Bây giờ các bạn nông dân cày chay dưới level 60 thì ok các bạn có thể thiếu vàng nhưng mà khi mà các bạn đạt đến level 70 đi Thì cái vàng nó kiếm cái dễ hơn Bởi vì lúc đó cái nguồn thu từ cửa hàng nó rất là nhiều Nhưng cái lượng keo chúng ta kiếm được thì càng ngày càng khó khăn hơn Đấy. Không phải khó khăn hơn mà nói nó tiêu tốn nhiều số lượng keo hơn khi chúng ta ở uh, nâng trang bị nhân viên nhé bác Hiện tại thì hầu như là thiếu keo trầm trọng các bạn nhé Thiếu mà đến nỗi mà giống kiểu nghèo rớt mồng tơi luôn các bạn <laughs> Kể cả mình là một người nạp mà cũng rớt mồng tơi luôn thì với một ngàn hai cái keo này thì chúng ta sẽ tính cho nó khoảng 2 k đi 2 k kim cương chẳng hạn đấy một k đến 2 k thì ít nhất lúc nãy đến giờ nó cũng tổng là 7 k kim cương rồi chưa tính là cái cúp đầu vua đầu bếm này mình cũng tính xương xương nó khoảng cái này cũng ngon nhá các bạn nhá cái này hiện tại mình cũng đang thiếu cái câu chuyện về vua đầu bếm này thì các bạn sẽ thường là các bạn nông dân cày chay sẽ mắc tới cái câu chuyện là các bạn thiếu vàng để nâng nhưng hiện tại thì tùy mình không hề thiếu vàng đối với việc mà tự mình bỏ kim cương ra mua vé hoặc là on bàn nào mà chăm on ấy. không phải chăm on đâu mà bàn là chăm phát tờ rơi ấy. để hôm nào mình làm một cái clip về vấn đề kiếm vàng bằng tờ rơi tối ưu nhất để cho các bạn có thêm góc nhìn nhé Ừ Nói chung là bạn nào mà mới chơi mà xem kênh của mình giai đoạn đầu thì các bạn nên ở xem một phần mô tả ấy. có cái danh sách hướng tất ẩn tật cũng như danh sách series chơi 7 ngày đầu ấy để cho các bạn có những cái kinh nghiệm tốt hơn nhất là cái vấn đề hướng dẫn tất thần thật thì trò chơi nào mình cũng đều làm và các bạn chỉ cần học những cái kỹ năng đó thì các bạn sẽ chơi rất là tốt. Về vấn đề quảng cáo trên web này cũng khá là ngon ấy. nó cũng tương ứng với tờ rơi thôi. Nhưng được cái là nó có thể chúng ta tích được khá là tốt hơn là tờ rơi. Tờ rơi thì chúng ta cần phải xài liên tục. Ví dụ như nick mình quảng cáo web này mình đang tích khoảng 140 cái vé này, 140 cái vé này mà tương đương mà kiếm ra cũng khá là nhiều vàng đấy các bạn nhé chưa kể ISP cửa tiệm hay ISP nhân viên nữa đấy tính xương xương nhá mình tính xương xương là tổng cái đồ đồ phụ nhá những cái đồ phụ như thế này nó rơi vào khoảng 8 đến 10 k kim cương tùy theo nhu cầu của các bạn như thế nào thì cái chất lượng kim cương tính ra thì nó sẽ rơi vào khoảng như vậy nói chung là nó rơi khoảng 8 đến 10 k kim cương vậy thì cái nhân viên còn lại cuối cùng này nó rơi vào khoảng 10 đến 12 kim cương 12 k kim cương thôi Đấy từ 10k đến 12k kim cương Vậy thì chúng ta tổng kiến này sự kiện này đáng chơi nhá Nhưng vấn đề là các bạn phải tính một chút Bởi vì chơi thì cũng nhân phẩm Đối với mình 13k kim cương hiện tại thì chắc chắn không đủ chơi mắc Nhưng mình sẽ cầu trời nhân phẩm Và sự kiện này còn 7 ngày Thì đối với mình mà 7 ngày mà kiếm 7k kim cương thì nó khá là dễ Không quá là khó nên chắc chắn là mình sẽ chơi sự kiện này để lấy mọc côi thôi Ok mình sẽ mở đầu tiên nhé à, Nổ Nổ cái gì đấy Ui Cái này rồi các bạn ạ. Nổ cái này rồi Cái này là sản xuất 10% Vậy là nó sẽ theo cái phần trăm sản xuất các bạn nhé Đa số như như vậy Cái này tiếp Đấy là một cái vé quảng cáo nữa Vé quảng cáo này thì sản xuất bao nhiêu 4,8% Vậy là nó sẽ nổ Vẫn có tỷ lệ cao nha các bạn Đấy Bây giờ là 600 kim cương một lần ước nguyện rồi. Ôi, đây là 10%, 800 kim cương tiếp này. Nổ. No. Ui. Ví dụ như như thế này là mình thấy lãi rồi này các bạn này. Ví dụ như thế này các bạn dừng là lãi này. Bởi vì thứ nhất là mình nổ được cái 4% này. Vậy thì chứng tỏ cái này bắt đầu cái tỷ này này sẽ tăng lên lúc đầu chúng ta thấy là 0,004 đúng không? nhưng bây giờ lên 0,128 rồi đấy. ui một quả một nghìn kim cương các bạn. đấy các bạn thấy chưa như thế này cũng hòa vốn này nếu mà ra được cái này thì hòa vốn này các bạn này được tròn đúng không? tròn bất kỳ phần thưởng nào. rồi đây mình đã tẹt cho các bạn này. nói chung là chúng ta cứ từ từ bình tĩnh nhé các bạn. đây mình cũng có rồi này. đây 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 chính là nó này. À, đấy các bạn thì nó được chọn rất là thích còn cái này thì uh, cái này các bạn tích đi cái này tích được nhé cái vé ở trong cái hộp này vé phạt tờ uh, rơi ở trong cái hộp này nó tích được còn cái này thì hầu như chúng ta không tích được chúng ta phải xả ok bà già ờ à, nó mới nhớ hôm nào mình sẽ hướng dẫn về cả quảng cáo web ở video ngắn như quảng cáo tivi. cái quảng cáo tivi hiện tại hình như mình chưa thấy nữa bạn ôi cho bà này là ngon này, né nè cái bà già hãm này đi, bà già hãm này cũng có thể lên được tiền nha các bạn nhé. Nếu mà ta chơi uh, video ngắn, mình nhớ là cái video ngắn này hiện tại mắc cả năm, đấy năm và hầu như nó khá là mắc tiền. đây cái cái thằng uh, tóc xù này cũng vậy, thằng nhạc róc này cũng thế, uh, thanh niên này uh, cũng khá là hãm các bạn nhé. thanh niên này mà các bạn mà phạt rơi ấy hay gặp cái thanh niên này là tiền thanh niên này đưa lại nó khá là bèo. À, mình nốt là mình check thanh niên này bây giờ nó có x x5 số tiền to không? 2000 2000 nhân 5 là được uh, 10.000. Vậy là thanh niên này có thể kiếm cho về được 20.000. Ui. Khoai khoai các bạn ạ. Thôi thôi khoai. Ok chúng ta sẽ quay trở lại cái chuyên mục. À, bây giờ là một K2 kim cương rồi các bạn nhé cháy lắm ui đèn đèn các bạn một k hai bây giờ sản xuất lên tới 0,5 rồi các bạn nhé sản xuất lên 0,5 rồi sản xuất lên 0,5 nổ no. chỉ cần nổ cái là mình mừng lắm các bạn ui Hoài cay lắm các bạn vé chứng nhận này thì hiện tại là đang thừa vé chứng nhận nâng cấp này hiện tại đang thừa nhé các bạn đấy không không không, không thiếu đâu các bạn nên hơi là khoai cay thế này lên 1% rồi Ui một lần 16, một ôi ngon thế này cũng được. tại mình đang thiếu keo khá là nhiều. 2% rồi các bạn nhá. Và bây giờ là 1 8 kim cương. Ui. Cay các bạn, vẫn là 2.000 kim cương một lần xịt. Ui. Mình phải ra khấn đi các bạn có khi thật đấy, sau này phải thiết kế cái bàn thần tài thổ địa đó bạn <laughs> bắn quả pháo cho nó tôm cái pháo cái pháo này bạn này bảo kiếm ở đâu thì các bạn có thể vào cái sự kiện quay quy nhé các bạn nhé đợi mình tí nhé các bạn mình làm được cái nhiệm vụ quy đã à, thời gian online đã 10 phút tiếp này Nhân phẩm ngó các bạn ạ Một lần 2k đấy nổ no. no 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 Ui Cái này cũng uh, Cái này cũng bình thường thôi Huy chương đầu biếm này mình cũng Thiếu thiếu thì thiếu rồi Hơi chát <laughs> 2k2 quả cuối này các bạn này Quả cuối để kết thúc video này 8% Các bạn ạ 8% 8% cho 2k2 kim cương Nói chung là chắc chắn mình sẽ lấy được thôi nhưng lấy được ở trong clip này thì sẽ happy hơn No, no, no. Ui, thôi toàn các bạn à, Cảm rất là khoai Một số bạn thì có comment mình uh, có Không phải comment mà các bạn này nhắn tin là có một số bạn ấy Bỏ ra 6k kim cương mà các bạn đã lấy được về được rồi. Nói chung là hiện tại thì đối với mình thì các bạn nông dân cải chay nên tích kim cương một chút bởi vì thật ra những cái skin này nó khá là hiệu quả. Nó tăng cái chỉ số cho toàn bộ nhé các bạn nhé tăng cho tất cả nhân viên cộng 0,2%. Tuy rằng nó bé nhỏ nhưng 0,2 mà các bạn nhân cho 10 nhân viên là được 2% rồi. Cho tất cả nhân viên mà mình không còn không biết là nó có tính những nhân viên mà phụ mình không cho vào ở tim không. Ví dụ như hiện tại chúng ta cho tối đa được 10 nhân viên vào đội hình đúng không? Vào trong cửa hàng để làm bố trí làm việc. Nhưng không biết là nó có nhân lên cho tất cả không Những nhân viên này không thì chúng ta chưa biết được Nhưng các bạn có thể thấy là cho dù là 10 đi 10 mà nhân 0,2 cũng được 2% 2% thì các bạn biết là 2% nó rất là ngon Ví dụ như một nhân viên đắt tiền như đi đây chẳng hạn Thì nó chỉ cho 4% thôi cho 4% cho kỹ năng trong phòng nhé trong phòng là những người làm việc là trong phòng 4% Mà cái này một cái skin nó đã cho 2% rồi Bởi vì nhân 10 lên các bạn nhé đấy. Kỹ năng của tất cả nhân viên cộng 0.2 không phải nhân 10 Nhưng chúng ta có thể thấy là được cho tất cả đấy các bạn Tất cả chả cả gì nhân 10 rồi nhưng không biết là nó có tính trong phòng không? Cái này là một câu chuyện. Nói chung là các bạn cứ cứ lấy về đi mình thấy là lấy về cũng rất là xịn và rất là đẹp. để hôm nào mình vào cái nick tốp ấy mình xem là bạn ấy lấy chưa? nick của ông uh, ông Việt này ông ấy lấy chưa nhỉ? ông Việt này bây giờ lên tốp 2 rồi vãi nhái. các bạn nạp dinh để ủng hộ mình với nhá, gì cũng được. bạn này lấy về chưa? đi uh, bạn này có chưa? đi không nhỉ? đây hình như chúng ta đã thấy có rồi, nhanh quá. à, không phải ăn đi mà săn đi các bạn nhé thấy rồi các bạn nhé đây cái tóc đôi gà ấy. không phải tóc đôi gà mà bùi tóc mèo tóc thứ cái này thì mình cũng rộng đây. thôi à, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình các bạn mua dinh ủng hộ thì có thể liên hệ Facebook mình mô tả nhé. Các bạn mua 200k dinh cũng được thôi. 200k, 600k hay bao nhiêu cũng được. Mình có cách để nạp cho các bạn hết. Uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.